Bạn có biết pháp luật nghiêm cấm? Cấm sử dụng trẻ em dưới 13 tuổi tham gia lao động kiếm sống. Cấm sử dụng trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi lao động kiếm sống, kể cả công việc được phép mà vượt quá 4 giờ một ngày và trên 20 giờ một tuần. Cấm sử dụng trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi lao động kiếm sống, kể cả công việc được phép mà vượt quá 8 giờ một ngày và trên 40 giờ một tuần. Cấm sử dụng trẻ em làm bất kể công việc gì từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng trẻ em và người chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại dưới đây: sản xuất và kinh doanh cồn, rượu bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện; mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng; sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí ga, chất nổ; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng; nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; lặn biển, đánh bắt cá xa bờ; các công việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của trẻ. Bên cạnh đó, pháp luật còn nghiêm cấm sử dụng trẻ em và người chưa thành niên làm việc ở những nơi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, đạo đức và nhân phẩm dưới đây: dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm; sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; cơ sở giết mổ gia súc, công trường xây dựng; nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức người chưa thành niên. Qua khảo sát lao động trẻ em quốc gia năm 2012 đến khảo sát quốc gia năm 2018, thì tỷ lệ lao động trẻ em của Việt Nam đã giảm từ 9,6% xuống còn gần 5,4%, tức là đã giảm gần 4% và thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là tỷ lệ chung trên quy mô toàn cầu. Đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ làm gia tăng trở lại lao động trẻ em. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng với nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch bệnh, cũng như là triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động có nguy cơ bị mất việc làm, cho các doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản và đặc biệt cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, thì Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia mà đại dịch COVID-19 sẽ ít tác động nhất đến những nỗ lực giảm thiểu lao động trẻ em của chúng ta. Những tác động của COVID-19 đến bảo vệ trẻ em và vấn đề lao động trẻ em sẽ được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng các bộ ngành có liên quan nghiên cứu, rút ra bài học để xây dựng kế hoạch tiếp tục lộ trình giảm thiểu lao động trẻ em đến năm 2025. Và năm 2030, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hành động, đặc biệt là vào năm 2021, năm quốc tế về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, để đại dịch COVID-19 không thể cản trở các quốc gia hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, đặc biệt trong đó có mục tiêu 8.7.